Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay lại là mình đây. Bây giờ hôm nay đã hết mưa rồi. Bây giờ là mình sẽ làm clip để đi thăm vườn để kim quả mít để bán. Bây giờ là người ta biểu mình đi 20 quả để bán. Bây giờ là mình chia sẻ cho các bạn luôn nhé. Bây giờ mình xe mình đây này. Đường là mình đi rất là trơn, bây giờ mình cố gắng đi được, đã tới vườn rồi. Bây giờ nên mình muốn review cho các bạn xem. Mình cầm cái bao. Cầm cái bao. Bây giờ các bạn hãy đi theo mình nhé. Bây giờ là mình sẽ đi bên này trước. Đây là vườn của ông anh mình nhé các bạn nhé. Bây giờ là cà chín hết rồi mọi người. Mình đi hết quả mít. Tiểu rất là đẹp. Bây giờ mình đi sắp hết một đoạn rồi. Đi kiếm quả mít chưa có nhé các bạn nhé. Cây mít thì không có, cây bơ thì có. Các bạn thấy cây bơ nào. Cái này bơ bút nha. Xem thử quả mít này. Cái đấy hái luôn nhé các bạn nhé. Cái này chín rồi. Cái này chưa chín lắm, còn 2 ngày nữa mới chín. Bém. Bây giờ mình sẽ bao trong bao. Mít này là thơm á mọi người, ăn rất là ngon. Đủ 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 đấy, vào trong bao này. Rất là nắng nha các bạn nhé. Bây giờ là cũng buổi trưa rồi này, sáng giờ đi uống cà phê mới về đi thăm vườn. Nếu các bạn nào mà thấy video mình rất là thích thì các bạn hãy chia sẻ cho mình nhé, để mình có năng lực làm video tiếp theo nhé. Bây giờ là đây là quả mít này. Bây giờ là cái này là đang non nha mọi người nhé. Mình chưa hái được, sợ người ta không mua. Chết. Đây mình ở nhà rất là chán. Nhìn đi thăm vườn. Chỗ này đẹp lắm mọi người. Riêng đẹp, tí riêng đẹp hết. Tí mình sẽ review cho các bạn để xem cây bơ mà cho đến mùa mà đã bung ra hoa rồi nhé các bạn nhé. Cái bơ này là thằng anh nó tự làm thôi, thì không phải là nó tự ra đâu. Chín quả mít không tới 4 quả là chết các bạn ơi. Người ta cho mình 4 quả để có được, có cần được, nhưng mà không tới 4 quả là được, cực kỳ là chiên trung rồi mọi người ha. Bây giờ là đây. Cái quả mít đây là mình, cái này là sắp chín rồi nha mọi người. Bây giờ là mình sẽ hái luôn. Được 2 quả. Sợ va khung núi ấy nhỉ.
cây mít là cùng nhiều cây lắm nhé các bạn nhé. Các bạn nào mà thèm ăn mít thì cứ liên hệ với mình là mình hái cho. Bây giờ là cái này cũng già rồi, còn một hai ngày nó chín, bây giờ hái luôn các bạn ơi. Giờ mình sẽ làm video sẽ kết thúc tại đây rồi các bạn ạ. Nếu mà các bạn thấy video mình rất là hay thì các bạn hãy cho mình một like và chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, để mình có năng lực ra video được tiếp theo nhé. Chào mọi người đã xem video nhé.